Thưa quý vị, từ những mảnh giả dụng tưởng chừng bỏ đi, nhóm sinh viên trường Đại học Giang Lang Thành phố Hồ Chí Minh đã thổi hồn và cho ra những tác phẩm tranh ghép giải sáng tạo mang thông điệp bảo vệ môi trường. Việc sử dụng giả dụng để làm tranh không chỉ tái chế sử dụng lượng giấy thừa bị bỏ đi mà còn nâng cao ý thức của giới trẻ trong việc bảo vệ cuộc sống quanh mình. Từ những mảnh giả dụng, sinh viên khoa Mỹ thuật Công nghiệp đã tạo nên những bức tranh giải mang đề tài văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Để làm ra một bức tranh giải phải trải qua 1 đến 2 tuần thu gom nguyên liệu, sau đó qua nhiều công đoạn nữa mới có thể cho ra một tác phẩm hoàn chỉnh. Hơn 200 tác phẩm đang được trưng bày của các bạn sinh viên, hoàn toàn không dán mà sử dụng các kỹ thuật chính là mai, nối các mảng màu với nhau. Khi học môn này thì chúng em phải học online, thành ra là đây là những cái môn kỹ thuật nên là việc mà giáo viên không có kèm cạnh bên cạnh thì nó rất là khó thực hiện. Với thứ hai là rất là khó để kiếm được nguyên liệu, bởi vì là lúc đó là dịch xảy ra nên hạn chế đi lại, các cái cửa hiệu may cũng không có mở cửa nên em không có xin vải vụn được. Thành ra em phải đi xin người quen, những người xung quanh nhà để lấy vải. Và ngành thời trang được biết là một cái ngành mà có ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, cho nên thông qua cái việc lượm nhặt các cái mảnh vải vụn để mà làm nên những cái tác phẩm, ngành thời trang mong muốn là các bạn có ý thức gìn giữ cũng như là tái chế những cái thứ đã được sử dụng. Thì thật sự là mỗi một bạn sinh viên sẽ truyền tải một thông điệp khác nhau, nhưng tượng trưng lại thì các bạn thấy rằng là làm sao các bạn hiểu được không gian, khái niệm, giá trị của những mảnh ghép, của những mảng màu để làm nên một thông điệp nào đó, để các bạn có những cái bước đi tiếp theo trong những cái bộ sưu tập, những cái đồ án lớn. Tranh ghép giải có những đặc điểm nghệ thuật riêng biệt, độc đáo so với những dòng tranh khác, đó là chất liệu và kỹ thuật thể hiện. Chất liệu giải có những đặc tính riêng như mềm mại, có ganh, màu sắc phong phú, đa dạng về chủng loại. Qua những bức tranh, các bạn sinh viên không chỉ muốn nói về tình yêu và vẻ đẹp, mà còn muốn truyền thông điệp bảo vệ môi trường đến tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6.